Scarp Aegir, hay còn được biết đến với tên gọi Storm Shadow, là tên lửa hành trình đa nhiệm tầm xa được trang bị trên các chiến đấu cơ hiện đại của Pháp. Tên lửa có chiều dài 5,1m, đường kính 0,48m, trọng lượng phóng 1.300kg, mang theo đầu đạn nặng 450kg. Tên lửa được đẩy ra khỏi ống phóng bằng động cơ tăng cường nhiên liệu rắn. Khi động cơ này cháy hết, tên lửa sẽ kích hoạt động cơ phản lực để hành trình đến mục tiêu. Tốc độ tối đa của nó là 1.050 km/h và tầm bắn 560 km. Tên lửa được điều khiển theo cơ chế phóng và quên, được dẫn đường bởi một hệ thống đo lường quán tính, cập nhật đường bay thông qua bản đồ địa hình kỹ thuật số và định vị vệ tinh GPS, qua đó cho độ chính xác cao và khả năng đối phó với các phương tiện tác chiến điện tử tốt hơn. Trong giai đoạn cuối hành trình bay, tên lửa tự động vọt lên cao, đồng thời đầu dò quang điện tử hồng ngoại sẽ so sánh cảnh thực với ảnh mục tiêu được lập trình sẵn trong máy tính của tên lửa và lựa chọn các vị trí để tiêu diệt mục tiêu. Nếu không tìm thấy mục tiêu đã định hoặc có thể gây ra thiệt hại lớn về dân thường và cơ sở hạ tầng, tên lửa sẽ tự chuyển hướng và kích nổ ở nơi hoang vu.